quý vị nhìn cái chiều góc máy này, thấy chiếc sập thờ này rất là dài nhé. Những sản phẩm thông thường thì chỉ dài 2m17 hoặc là 2m07 thôi, 1m97. Chiếc này là gia đình là đặt dài được tận 2m33. Gỗ Tùng 8 xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 24 tháng 12 năm 2020, và hôm nay thì cũng là ngày Noel, ngày Giáng sinh. Thì thay mặt cơ sở Gỗ Tùng 8 là kính chúc các bác là một ngày lễ Noel là an lành, một Giáng sinh an lành, như là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình. Hôm nay thì nhà em có hoàn thiện xong một chiếc sập thờ gỗ mít. Đây là một đơn đặt hàng của anh chị Trường Oanh ở tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Thì xã Xuân Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc sập thờ đây. Chiếc sập thờ này thì có kích thước rất là dài quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy trên mạng nhé. Chiếc sập thờ này rất là dài. Anh chị đặt theo kích thước của gia đình mình yêu cầu. Thì chiếc sập thờ này làm theo mẫu là mẫu tứ linh, đục long ly quy phụ, cũng như là kích thước cái bề ngang của nó là dài là 2m33, rất là dài, cao là 1m17 và sâu thì lại chỉ có 80 thôi. Đây là kích thước gia đình đặt cơ sở chúng tôi làm như vậy. Còn toàn bộ sản phẩm này sử dụng là chất liệu gỗ mita. Chân là chân 24. Và để đi vào đường nét chi tiết hơn sản phẩm này thì quý vị đây thấy chính giữa là có được chạm là đầu hổ phù quý vị nhé. Chính giữa được chạm đầu hổ phù, hai bên này có hai chú rùa này, tức là quy này. Đấy, một bên thì là phượng. Đó, phượng được đục chạm mà rất là kênh bong đây. Quý vị thấy kênh bong này. Đấy, bên này là hình ảnh nghê long ly quy phụ đầy đủ cả. Đó, thì bên trên cổ thì là có bên trên cổ thì có nghê trầu cuốn thư, cũng như là hai bên là gấm chữ vạn và các năm đồng tiền, những trái đào hay là bầu rượu cuốn thư. Đấy, rất là nhiều hoa văn. Còn phần chân của chiếc sập này quý vị nhé, chân chiếc sập này là chân 24, chân 24 liền khối. Xung quanh là có chạm nghê và bên trên là chạm đầu lân. Đó, trên bốn bao loan là bốn bao loan đục dòng dòng trầu. Toàn bộ sản phẩm là sử dụng chất liệu gỗ mita, mít quê ở Phú Thọ đấy. Đó, quý vị nhìn cái chiều góc máy này, thấy chiếc sập thờ này rất là dài nhé. Những sản phẩm thông thường thì chỉ dài 2m17 hoặc là 2m07 thôi, 1m97. Chiếc này là gia đình là đặt dài được tận 2m33, nên là quý vị nhìn nó rất là dài. Đây, nét chi tiết đây, cũng như là phần mặt, ván mặt gỗ đây, đến ta mít quê nhá. Rồi, thì quý vị có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0957 510816 và website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người,